Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ làm cái video này. Em giới thiệu một combo, một lắp cho loa 5, một bát và hai tép. Anh em có thể lắp cho những chiếc loa của BMB như là 450V, 450C. 450C thì là phải dùng tép vuông anh em nhé. Thì anh bảo em là được tép vuông. Và 455 hoặc những chiếc loa 5, một bát hai tép của Lalomax hoặc là của California thì đều lắp được anh em nhé. Đường kính cái tép này là 10cm anh em này, 10cm. Nó cũng rất là nhiều dòng phù hợp. Và em cái bát thì là bát của BMB 850C cho 250W, trở kháng 8 ohm. Bát của 850C thì không có chữ China ở đây anh em nhé. Và thông thường thì sẽ chắc chắn là gân mút màng giấy. Gân mút thì cho tiếng sống rất là sâu và ấm. Của tổng BMB là không phải bàn đến chuyện sâu và ấm của tiếng trống tốt. Và phân tần thì em dùng phân tần một bát hai tép luôn, phân tần liền hậu. Trong combo này thì là dùng tép tròn. Và em sẽ báo giá luôn cho anh em mình tham khảo. Giá bát là 1,7 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Tép là 250 một đôi. Trong cái combo này giờ phải dùng mất hai đôi là 500.000, là 2,2 triệu. Cộng mấy cái phân tần 250 thì tổng cộng là 2,450 triệu. Và được bao ship toàn quốc. Và em sẽ test một chút nhạc để anh em mình cùng nghe và đánh giá chất âm của cặp bát này. Em đang đấu sẵn một chiếc thôi nhé. Còn chiếc này anh em nhìn là không đấu này. Đấu sẵn một chiếc. Và mời các bác cùng nghe. Em bật nhạc đánh từ TV thông minh xuống đẩy. Em mới test qua một chút nhạc mạng trên mạng xuống thì chất âm nó qua máy thu, cả nó không có thùng thì nó còn rất nhiều hạn chế. Anh em lên thùng thì chất âm nó sẽ hay hơn nhiều. Và em xin phép dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio. Và anh em cần tư vấn và mua hàng thì điện cho em theo số tải 0904 612323. Và xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio.